xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Thu Thủy, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh fbnc hôm nay. Bản tin ngày 2 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trong lúc Trung Quốc đang kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, quốc gia này lại để lộ hình ảnh cho thấy hơn 100 hầm chứa tên lửa hạt nhân khiến Mỹ lo ngại bị đánh bại. Cùng lúc đó, Trung Quốc chính thức trình làng mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm, đánh dấu bước tiến mới không chỉ chạy đua khí tài, các kế hoạch bành trướng thế lực của Bắc Kinh luôn trong trạng thái cân não khi thêm một cảng ở châu Phi được hồi sinh, tham vọng của đại lục là gì? Không muốn để Trung Quốc thắng thế, Ấn Độ tung tân binh hàng không mẫu hạm để kiềm hãm Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Hết Ấn Độ, đến phiên tàu hộ tống mới của Đài Loan sẽ nhập cuộc vào tháng 7 trước sức ép từ Bắc Kinh. Những thông tin đáng chú ý khác, tân lãnh đạo số 2 Hồng Kông tuyên bố trạng thái bình yên đã trở lại đặc khu tập đoàn của ông Trump chính thức hầu tòa đối mặt cáo buộc hình sự. Hạ viện Hoa Kỳ phê duyệt thành lập Ủy ban điều tra của tấn công Capitol. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 2 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay là một thông tin đang gây hoang mang cho Hoa Kỳ được ghi nhận tại Đài Kinh địch Trung Quốc. Theo đó, trong khi đại lục kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc thì các hình ảnh vệ tinh do trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ở California, Mỹ vừa công bố cũng cho thấy Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa đạn đạo mới gần thành phố Yumen thuộc tỉnh Cam Túc, phía tây của Trung Quốc. Trước thông tin này, chuyên gia hạt nhân hàng đầu tại Mỹ tuyên bố rằng rõ ràng là Bắc Kinh đang chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch chạy đua hạt nhân với Mỹ và thậm chí có thể đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ một nhà quan sát hạt nhân còn nói với washington post rằng các địa điểm này không phải là khu vực duy nhất ở trung quốc nơi các cơ sở phóng đang được xây dựng jeffrey lewis giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân đông á tại trung tâm james martin tính toán nếu cộng các hầm chứa đang được xây dựng tại các địa điểm khác trên khắp Trung Quốc thì tổng số lên đến khoảng 145 hầm chứa đang được xây dựng. Ông Lewis nói thêm, hành động mở rộng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc rõ ràng là đang chuẩn bị cho một cuộc thực chiến với kịch bản sau khi Washington triển khai cuộc tấn công đầu tiên, Bắc Kinh sẽ vẫn duy trì được một lực lượng tiềm năng đủ để đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Qua phân tích, tờ Washington Post cho rằng Trung Quốc đang báo hiệu khả năng nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của nước này từ 250 lên 350 đầu đạn hạt nhân. Còn số này vẫn là con số khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân với Mỹ và Nga. Theo trang web của Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Mỹ được cho là có tổng cộng hơn 5.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó có khoảng 1.700 đã được cho nghỉ hưu và đang chờ tháo dỡ còn Nga được cho là sở hữu hơn 6.200 đầu đạn, bao gồm cả những đầu đạn hết hàng sử dụng. Các quốc gia khác trong cái gọi là câu lạc bộ hạt nhân, bao gồm Pháp, Anh, Pakistan, Israel và Triều Tiên. Mỗi quốc gia có tổng số đầu đạn nhỏ hơn nhiều so với hai cường quốc hạt nhân vừa nêu. Cũng chính vì con số trên lệch này mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ cáo buộc vô căn cứ và những lời dèm pha từ phía Mỹ. Mặc dù lợi thế về quy mô số lượng vũ khí, nhưng hồi tháng 4, đô đốc Shark Richard, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, đã nêu ra nỗi lo về một thế hệ vũ khí quá già cỗi của Mỹ. Cụ thể, đô đốc Richard nói rằng hệ thống vũ khí từ những năm 70 không thể sử dụng để chống lại các mối đe dọa của thế hệ hiện đại của năm 2030. Do đó, ông kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo về các khoản đầu tư và mở rộng quy mô khủng gần đây của Nga và Trung Quốc cũng liên quan đến cuộc chạy đua khí tài của Trung Quốc. Các chuyên gia nước này cho biết, một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 FC-31 do Trung Quốc tự sản xuất đã được trưng bày trước công chúng tại công viên triển lãm mới đây, một dấu hiệu cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp máy bay quân sự của Bắc Kinh đã đạt một cột mốc quan trọng và bước sang giai đoạn mới. Được biết trước đó, những hình ảnh mô phỏng về mẫu máy bay này trên tàu sân bay rò rỉ đã khiến truyền thông nước ngoài xôn xao và bàn luận rất nhiều về thực trạng phát triển máy bay quân sự của Trung Quốc. Nguồn tin từ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, một chiếc máy bay FC-31 gần đây đã đến công viên triển lãm hàng không thẩm dương Aircraft Corp Gọi tắt là SAC và khoe mình trước công chúng trong cuộc triển lãm mới nhất của công viên nhân kỷ niệm 70 năm thành lập SAC, hãng sản xuất FC31 và cũng là cái nôi của máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Cuộc triển lãm đã thu hút nhiều du khách từ khắp đất nước đến xem cận cảnh chiếc máy bay, thậm chí họ còn được phép chạm vào nguyên mẫu này. Báo cáo của KNews cho biết, với việc sử dụng vật liệu composite tiên tiến và sự khéo léo vượt trội, FC-31 có khả năng tàng hình cao và các radar thù địch chỉ có thể phát hiện ra nó khi nó đã ở trong phạm vi 50 km. Trong khi thông thường, một hệ thống phát hiện máy bay tàng hình đạt chuẩn là phải ở cách xa hơn 100 km. Theo giới quan sát tại Bắc Kinh, công viên trước đây đã trưng bày các máy bay tương đối cũ và việc trưng bày FC-31, một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm tiên tiến, có thể cho thấy rằng sự phát triển của máy bay chiến đấu đã đạt đến một cột mốc quan trọng và bước sang giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, FC-31 sẽ là một ứng cử viên sáng giá sau khi nhận được bất kỳ cải tiến và sửa đổi cần thiết nào để phù hợp với nhu cầu của các hoạt động trên tàu sân bay. Theo hoàn cầu thời báo, FC31 còn có thể sánh ngang với các máy bay chiến đấu cùng loại của các nước khác. Bên cạnh việc chạy đua khí tài, Trung Quốc cũng có các kế hoạch cân não để thực hiện ý đồ bành trướng sức mạnh và vương vòi bạch tuột thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Một trong các kế hoạch đó là Trung Quốc đã khoanh vùng Ấn Độ Dương để mở rộng các phạm vi hàng hải của mình bằng cách xây dựng lần lượt các cảng tại những quốc gia châu Phi thuộc Ấn Độ Dương. Mới đây nhất, một cảng do Trung Quốc xây dựng đang được hồi sinh ở quốc gia Đông Phi, Tanzania. Việc hoàn thành có thể mang lại lợi thế chiến lược cho Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA ở Ấn Độ Dương các lợi ích của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương đã gia tăng đa dạng vì nhiều lý do khác nhau. Theo ước tính, khoảng 80% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua Ấn Độ Dương và eo biển Malacca, và khoảng 95% thương mại của nước này với Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu cũng đi qua Ấn Độ Dương không chỉ vậy quan điểm của trung quốc cho rằng khu vực này gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của các đối thủ chính là mỹ và ấn độ do vậy nhiều chuyên gia trung quốc coi ấn độ dương là cách duy nhất để trung quốc bành trướng sức mạnh trên biển của mình trong khi đó theo phân tích của asian times nhiều quốc gia có xu hướng quên thực tế rằng châu phi là một phần không thể tách rời của ấn độ dương lợi dụng điểm này trung quốc đã lựa chọn nỗ lực thiết lập một cảng hoặc cơ sở ở châu phi để ít bị phản đối hơn so với nỗ lực tương tự ở các khu vực khác của ấn độ dương nhiều năm qua, Trung Quốc đã mở rộng phạm vi hàng hải của mình ở khu vực Ấn Độ Dương bằng cách đầu tư vào các cảng quan trọng như Hambantota ở Sri Lanka, Wada ở Pakistan và Dorale ở Djibouti. Và mới nhất sau nhiều năm, cảng Bagamoyo do Trung Quốc xây dựng đang được hồi sinh ở quốc gia Đông Phi, Tanzania. Việc hoàn thành có thể mang lại lợi thế chiến lược cho hải quân POA ở Ấn Độ Dương. Cảng Bagamoyo cũng có thể cung cấp cho Trung Quốc một lối vào Cộng hòa Dân chủ Congo, vùng đất bên dưới có trữ lượng khoáng sản ước tính 24.000 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả vàng. Một số nhà phân tích cho rằng cảng Bagamoyo còn có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc tăng cường các mục tiêu chiến lược trong khu vực. Họ nói rằng cảng này có thể được sử dụng như một trung tâm sửa chữa tàu cho hải quân POA của Trung Quốc, hoặc thậm chí có thể hơn thế nữa. Về vị trí chiến lược, Tanzania được coi là một khía cạnh quan trọng của dự án con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc và rộng hơn là sáng kiến vành đai và con đường BRI. Thỏa thuận xây dựng cảng tại Bagamoyo đã được ký kết vào năm 2013 bởi nhà khai thác cảng lớn nhất Trung Quốc, China Merchants Holdings trong lúc đó một quốc gia đối đầu đã từng bùng phát đụng độ quân sự đầm máu với trung quốc là ấn độ vừa tuyên bố sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển của hàng không mẫu hạm đầu tiên được phát triển trong nước nhằm tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của trung quốc ở ấn độ dương các chuyên gia cho biết tân binh tàu sân bay của ấn độ sẽ tăng cường khả năng tấn công và giám sát xác định lại vai trò của mình trong bộ tứ và đưa ra tuyên bố về sức mạnh công nghệ của mình trên trường quốc tế theo sao China Morning Post, các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu sân bay INS Vikrant mới của Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng tới. Với Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tuần trước cho biết tàu chiến này sẽ được đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022. Các chuyên gia cho biết tàu sân bay mới sẽ giúp Ấn Độ phát huy sức mạnh trong một khu vực ngày càng đi xuống bởi sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. INS Vikrant của Ấn Độ là hàng không mẫu hạm thứ hai nhưng là chiếc đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất trước đó INS Vikramaditya, một tàu chiến 35 năm tuổi đã từng phục vụ trong hải quân nga với tên gọi là Dozhd Gorskov và sau đó được ấn độ mua lại. trong khi đó trung quốc có hai tàu sân bay đã được đưa vào biên chế là tàu Liêu Ninh được đóng từ thân tàu cũ được tân trang lại của liên xô và tàu sân bay Sơn Đông được phát triển trong nước. việc xây dựng tàu sân bay thứ ba của trung quốc đang được tiến hành theo một số báo cáo có thể sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay. Chính phủ Ấn Độ đã gọi tàu sân bay mới của mình là tài sản mạnh nhất trên biển và là tài sản quân sự không thể so sánh được. Tàu sân bay mới của Ấn sẽ có nhiệm vụ hộ tống các máy bay chiến đấu MiG-29K và trực thăng cảnh báo sớm KA-31 do Nga chế tạo. Trực thăng đa chức năng MH-60R do Mỹ chế tạo và trực thăng hạng nhẹ sản xuất trong nước. Theo Ben Ho, một nhà phân tích hải quân tại trường nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam có trụ sở tại Singapore cho biết tàu sân bay mới sẽ cung cấp cho New Delhi nhiều lựa chọn hơn cho một loạt các kịch bản, bao gồm một cuộc so găng khác với Bắc Kinh. Ông Ho nói thêm rằng việc có một hạm đội tàu sân bay lớn hơn sẽ tạo ra một chiến lược hàng hải mạnh mẽ và tự tin hơn, và điều này có thể là để đáp lại sự xâm nhập của Bắc Kinh trên sân của Delhi ở Ấn Độ Dương hết Ấn Độ tới phiên hòn đảo Đài Loan, một cái gai trong mắt Bắc Kinh cũng chạy đua mở rộng kho khí tài của mình. Vừa qua, tờ Focus Taiwan của hòn đảo đã khoe rằng tàu hộ tống lớp Chua Chiang mới nhất của Đài Loan được đặt tên là Ta Chiang, mã hiệu BGG619, dự kiến được chuyển giao cho hải quân vào tháng 7 tới đây, và một buổi lễ vận hành con tàu sẽ được tổ chức vào tháng 8. Được biết, đây chỉ là một trong kế hoạch hạ thủy ba tàu hộ tống của hòn đảo để chống lại các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Tàu chiến được thiết kế và đóng tại Đài Loan cho lực lượng hải quân của hòn đảo, được đưa vào hoạt động lần đầu tiên vào năm 2015, một năm sau khi nguyên mẫu được đặt tên là Zuo Chiang, mã hiệu PGG-618. Không giống như nguyên mẫu, tàu hộ tống lớp Zuo Chiang nâng cấp, tên là Ta Chiang, là phiên bản chống hạm được trang bị tên lửa cận âm Hishun Feng 2, tên lửa chống hạm siêu âm Hishun Feng 3, pháo 76mm và tên lửa phòng không Chinh 2. Cuối năm ngoái, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết họ có kế hoạch giao ba tàu hộ tống lớp Tuo chiang vào năm 2025 để chống lại các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm các cuộc tấn công thường xuyên trên không vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan (ADIZ) và số lượng ngày càng tăng với các cuộc diễn tập quân sự gần Đài Loan. Tuy nhiên, cơ quan quốc phòng sau đó đã sửa đổi kế hoạch của mình, nói rằng họ hy vọng sẽ có 6 tàu lớp Tua Chiang được đóng vào năm 2023. Việc giao tàu Ta Chiang được chuyển từ cuối năm nay sang tháng 7, sau khi nó vượt qua các cuộc thử nghiệm chiến tranh. Hải quân hy vọng sẽ có thêm 5 tàu hộ tống lớp Tua Chiang trước năm 2023 sau khi đàm phán với công ty đóng tàu Lute ở Zealand, một nguồn tin quân sự cho biết. Theo Hải quân Đài Loan, tàu lớp Tua Chiang mới có tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ, lượng choán nước 685 tấn và phạm vi hoạt động 1.800 hải lý. Tên của con tàu Ta Chiang bắt nguồn từ sông Ta Hoa ở huyện Đài Đông, chảy qua khu vực săn bắn của tổ tiên người bản địa Paiwan, và nó cũng ám chỉ vai trò biểu tượng của con tàu như một tòa tháp trên tiền tuyến phòng thủ Đài Loan. Trong một thông tin đáng chú ý khác, tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc, nơi vừa chứng kiến ngày tháng cuối của sự sụp đổ điêu tàn của tờ báo lá cải nổi tiếng đã tồn tại 26 năm, Apple Daily, theo cục trưởng cục an ninh Hồng Kông John Lee, đặc khu đã trở lại trật tự khỏi hỗn loạn kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng đối với trung tâm tài chính toàn cầu vào năm ngoái. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh ngay trước nửa đêm ngày 30 tháng 6 năm ngoái để trừng phạt bất kỳ điều gì mà Trung Quốc cho là lật đổ ly khai khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài với mức án tù chung thân. Luật an ninh là bước đi quan trọng đầu tiên của Bắc Kinh nhằm đưa trung tâm tài chính toàn cầu vào chính sách một Trung Quốc. Khởi động chiến dịch được mệnh danh là những người yêu nước cai trị Hồng Kông, bao gồm các động thái nhằm giảm thiểu đại diện dân chủ trong cơ quan lập pháp của đặc khu và các cơ chế sàng lọc khác nhau đối với các chính trị gia. Ông John Lee đã phát biểu lần đầu tiên với tư cách là lãnh đạo số 2 của đặc khu Hồng Kông tại một buổi lễ chào cờ đánh dấu 24 năm ngày thuộc địa cũ của Anh trở lại quyền cai trị của Trung Quốc vào năm 1997, chung với kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Carrie Lam và các quan chức cấp cao khác đã được mời đến Bắc Kinh dự tiệc mừng. Được biết, ông Lee đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo số 2 vào tuần trước sau khi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàn áp của thành phố trong năm qua với tư cách là lãnh đạo lực lượng an ninh. Ông Lee cho biết luật an ninh và cải cách bầu cử đã khiến xã hội Hồng Kông thay đổi từ hỗn loạn sang trật tự mặc dù có không ít những lời chỉ trích chính quyền đặc khu về việc sử dụng luật an ninh để trấn áp những bất đồng chính kiến ở thuộc địa cũ của anh nhưng những người ủng hộ đạo luật nói rằng nó đã khôi phục lại trật tự và bịt những lỗ hổng an ninh quốc gia do các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2019 Thưa quý vị, một đòn công kích khác lại nhắm vào Bắc Kinh khi cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo dưới thời cựu Tổng thống Trump vừa thể hiện sự lo ngại cho một điều gì đó đáng sợ hơn sẽ lại rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Điều này một lần nữa ngầm lặp lại cáo buộc virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Viện Virus Học Vũ Hán ở Trung Quốc. Cựu ngoại trưởng Mike Pompeo từng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ giả thuyết rằng coronavirus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc và mới nhất vào hôm 30 tháng 6, ông Mike Pompeo bày tỏ lo ngại rằng tương lai sẽ lại có một chất hoặc vật liệu chưa được nêu tên có thể bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, dường như ám chỉ niềm tin của ông rằng đại dịch coronavirus được sản xuất tại Trung Quốc phòng thí nghiệm này vẫn đang mở, phòng thí nghiệm này vẫn đang hoạt động. Tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy họ đã tăng cường các quy trình an toàn trong phòng thí nghiệm này. Nguy cơ điều như thế này sẽ xảy ra lần nữa là rất có khả năng. Chúng ta cần biết liệu nó có đến từ phòng thí nghiệm đó hay không. Ông Pompeo nhắc lại tuyên bố của mình rằng, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào việc che đậy nguồn gốc của đại dịch coronavirus, dù tới nay không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, trong khi trước đó đã từng khoe một đống bằng chứng cao cả trăm bộ. Trong lúc đó, tập đoàn Trump Organization của cựu tổng thống Trump và giám đốc tài chính của tập đoàn đã chính thức bị truy tố vào thứ tư 30 tháng 6 theo giờ địa phương. Luật sư của ông Trump cho biết, phản ứng từ vụ việc có thể làm phức tạp tương lai chính trị của cựu tổng thống Trump khi ông cân nhắc việc chạy đua lại vào Nhà Trắng năm 2024. Theo Reuters, những cáo buộc hình sự đầu tiên sẽ được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm của các công tố viên New York về tập đoàn Trump và các giao dịch kinh doanh của ông. Nguồn tin cho biết giám đốc tài chính Alan Weissberg dự kiến sẽ đối mặt với lời buộc tội chính thức tại tòa án tối cao New York ở Manhattan vào chiều thứ Năm, tập trung vào việc liệu ông Weissberg và các quan chức khác có nhận được các đặc quyền và lợi ích như căn hộ miễn phí hay xe hơi mà không báo cáo chính xác trên tờ khai thuế của họ hay không. Một phát ngôn viên của biện lý quận Manhattan từ chối bình luận, một luật sư của Weissberg cũng từ chối bình luận và các luật sư của ông Trump và tổ chức Trump đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Thêm một thông tin bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, mới đây Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua việc thành lập một ủy ban điều tra mới với đa số thành viên từ đảng Dân Chủ để lật lại câu chuyện bạo loạn kinh hoàng xảy ra ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, gây ra bởi đám đông những người ủng hộ ông Trump nhằm cản trở Quốc hội công nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden. Trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo đa số đảng Dân Chủ tại Hạ viện Steny Hoyer cho biết ông hy vọng ủy ban có thể tìm hiểu nguyên nhân cho đến vụ bạo loạn chết người tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu tìm ra chính xác những gì đã xảy ra từ đó có các bước hợp lý để ngăn tình huống này tái diễn và truy tố trách nhiệm theo Reuters, sau khi các đảng viên của đảng Cộng hòa ở Thượng viện ngăn chặn việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra cuộc tấn công điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6 đã quyết định thông qua việc thành lập một ủy ban điều tra mới với đa số thành viên từ đảng Dân Chủ với 222 phiếu thuận và 190 phiếu chống. Chỉ có hai đảng viên Cộng hòa dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger bỏ phiếu đồng ý. Nhắc lại sự kiện ngày 6 tháng 1, hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol trong một nỗ lực không thành công nhằm ngăn quốc hội công nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ. Vụ bạo lực khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát Capitol. Hạ viện đã bỏ phiếu vào đầu năm nay để luận tội cựu Tổng thống Trump vì đã kích động đám đông, nhưng Thượng viện đã tuyên bố trắng án. Ủy ban phụ trách điều tra sẽ có quyền trác hầu tòa cho phép gọi ông Trump ra làm nhân chứng. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa chưa khẳng định liệu đảng này có tham gia hay không. Theo kế hoạch đề xuất thành lập ủy ban điều tra, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi được kêu gọi là người bổ nhiệm chủ tịch hội đồng và tất cả 13 thành viên, thế nhưng có 5 thành viên trong ủy ban phải được lựa chọn sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy của Hạ viện. Nghị quyết không đưa ra thời hạn kết thúc của điều tra, đồng nghĩa nó có thể kéo dài sang năm sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 sẽ xác định quyền kiểm soát của Quốc hội. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý về tình trạng y tế tại Mexico. Các gia đình có trẻ em mắc bệnh ung thư tại Mexico đã xuống đường biểu tình và chặn một con phố gần sân bay thủ đô vào ngày 30 tháng 6 nhằm lên tiếng chống lại tình trạng thiếu thuốc điều trị ung thư tại các bệnh viện công, trong khi mỗi năm nước này ghi nhận trung bình khoảng 2.300 trẻ em tử vong do căn bệnh này. Hãy thương cho những đứa trẻ, chúng tôi ở đây với tư cách là cha mẹ để hỗ trợ chúng. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình nên cha mẹ nên hành động. Nếu có các giao dịch hoặc có thể mua chúng ở nơi khác thì sẽ có nguồn cung cấp thuốc trong bệnh viện. Một yêu cầu được đưa ra đối với một số loại thuốc mà đứa trẻ cần, một số đã được mua. Tôi nghĩ rằng điều đó là không công bằng vì chính phủ nói rằng thuốc đang đến, rằng nó ở đây, rằng họ sẽ phân phối nó và sau đó nó không đến. Theo báo cáo của các địa phương, việc điều trị ung thư cho hàng chục trẻ em đã bị trì hoãn do tình trạng thiếu hụt thuốc điều trị, diễn ra sau cuộc chấn chỉnh mua sắm từ chính phủ của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, trong đó tập trung vào việc giảm thiểu vấn đề tham nhũng và tình trạng hét giá. Phát biểu hôm thứ Ba ngày 29 tháng 6, López Obrador cho biết vấn đề thiếu hụt đang dần được cải thiện. Phát biểu hôm thứ Ba ngày 29 tháng 6, ông López Obrador cho biết vấn đề thiếu hụt đang dần được cải thiện chúng tôi vẫn đang giải quyết vấn đề này cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc Tôi nghĩ rằng nó sẽ sớm được giải quyết vì cung ứng thuốc đang được bình thường hóa và sẽ tốt hơn tốt hơn cho những người thụ hưởng và cho người Mexico nói chung theo số liệu chính thức ung thư ở trẻ em là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở trẻ em Mexico mỗi năm trung bình có khoảng 2.300 trẻ em tử vong từ 7.500 trường hợp mắc mới trong một thông tin liên quan đến Covid-19, thưa quý vị, định nghĩa lâm sàng các triệu chứng Covid mà nước Anh công bố hiện tại chỉ bao gồm sốt cao, ho liên tục hoặc mất khứu giác và vị giác. Trong khi đó, các nhà khoa học cấp cao đã kêu gọi Vương quốc Anh mở rộng thêm danh sách chính thức về các triệu chứng khác như nhức đầu, mệt mỏi để tránh bỏ sót các trường hợp mắc Covid cũng như giúp người dân biết khi nào mình nên tự cách ly. Các nhà nghiên cứu bao gồm giáo sư Calum Semple, một thành viên của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược SAGE của chính phủ, lập luận rằng định nghĩa lâm sàng hẹp về COVID của nước Anh dẫn đến sự chậm trễ trong việc xác định những người mắc bệnh và có thể bỏ sót họ hoàn toàn, cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus. Bài viết trên tạp chí y khoa Anh, Semple thuộc Đại học Liverpool cùng với tiến sĩ Alex Crozier tại UCL và những người khác mô tả bệnh nhân COVID không phải lúc nào cũng trải qua các triệu chứng chính thức như sốt cao, ho liên tục hoặc mất khứu giác hoặc vị giác sớm, hoặc bất kỳ lúc nào trong quá trình bệnh. Trong khi Vương quốc Anh chỉ liệt kê 3 triệu chứng đối với COVID, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ liệt kê 11 và Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê 13. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu mô tả một loạt các triệu chứng liên quan đến COVID-19 từ nhẹ đến trung bình là 19 triệu chứng. Thường gặp nhất là nhức đầu, suy nhược hoặc mệt mỏi, đau cơ, chảy nước mũi, chán ăn và đau hồng. Các nhà khoa học lưu ý rằng các triệu chứng chưa được nước Anh cập nhật xuất hiện phổ biến ở người trẻ và đối tượng chưa được tiêm chủng cũng như đối tượng dễ lây lan virus. Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng việc cập nhật các triệu chứng khác sẽ giúp mọi người chủ động xét nghiệm và tự cách ly, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19, giảm sức ép cho quy trình xét nghiệm, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19, giảm sức ép cho quy trình xét nghiệm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Bản tin quốc tế sáng ngày 2 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, được phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!